Sapphe ne de na chattu vi sati sahe tuka ma vachara vun nyabha kariya ma mata. Tâm dục giới hữu nhân được hiểu là tâm thiện, tâm quả và tâm di tác. Ba loại tâm này tổng cộng có 24 tâm, y cứ theo cảm thọ, trí tuệ và tác động. 17. Tóm lược tâm dục giới. Kame te vi sabba ka ni bunya bunya ni vi sati ekadasa kariya jati ma kati cha tu bàn nhà xá sắp bát hà. Tâm dục giới gồm có 23 tâm quả, 20 tâm thiện và bất thiện, 11 tâm di tác, như vậy tổng cộng là 54 tâm. 18. Tâm thiện sắc giới suba quá chá kakusala chitta ni. Chánh văn: 1. Vi tát ca vi cha rabbi ti su khe cấp gata ahi tăng matamachana kusala chittang. 2. Vicharabi ti su khe cấp khat thap gata sahi tăng duti yat cha nakusala chittang. 3. Bi ti su khe cấp gata sahi tăng kati yat cha nakusala chittang. 4. Sukhe kapkata sahitang chatut hap cha nakusala chittang. 5. Ube ubekhe nakapkata sahitang manjamat cha nakusala chittang cha tik imani bancha virupa vachara kusala citta ninama. 1. Tâm thiện sơ thiền với tầm tứ hỷ lạc nhất hành. 2. Tâm thiện nhị thiền với tứ hỷ lạc nhất hành. 3. Tâm thiện tam thiền với hỷ lạc nhất hành. 4. Tâm thiện tứ thiền với lạc nhất hành. 5. Tâm thiện ngũ thiền với xả nhất hành. Những tâm này được gọi là năm tâm thiện sắc giới. Vitakka tầm, vichara tứ, bi tí hỷ su khá lạc, ekapgata nhất hành, sahi tăng cùng với Athamachana sơ thiền, Kusala chittang tâm thiện, Dutivachana nhị thiền, Tativachana tam thiền, Chatuthachana tứ thiền, Panchamachana ngũ thiền, Rupavachara Kusala chittani tam thiền sắc thiền. Chú thích: tất cả chúng sanh không tu tập đều sống với tâm dục giới, muốn đi cao hơn vào cảnh giới của sắc giới, vô sắc giới, siêu thế đều cần tới công phu tu tập. Trong dục giới, tâm thường tiếp xúc với năm cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc. Năm cảnh này đa dạng, thuộc ngoại giới, lệ thuộc vai mượn tô thiện là nhân dao động của tâm. Hệ quả trực tiếp cố hữu của năm cảnh dục: năm pháp ngăn ngại. Khi tâm sống nhiều với những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nếu không tu tập thì sẽ dẫn đến năm hệ quả tất nhiên là: 1. Tham dục hay khao khát dính mắc với ta những gì khả ý.
2. Sân độc, hay sự bực bội, bất mãn với những gì nghịch ý. 3. Hôn thụy, hay sự biếng nhác, thụ động. 4. Trạo hối, hay sự dao động, tiếc nuối. 5. Nghi hoặc, hay sự phân vân, trù trừ. Đốc trị pháp ngăn ngại, năm chi thiền. Năm pháp ngăn ngại là bản chất cố hữu của tâm thiếu tu tập của cuộc sống trong cảnh dục. Đối ngược với năm pháp ngăn ngại là năm chi thiền. Một, tầm khan hướng tâm như ý muốn đối với cảnh. Tầm đối trị với hung thị. Hai, tứ là khả năng thắng khích gắn bó với cảnh. Tứ đối trị nghi hoặc. Ba, hỷ là sự hân hoan đối với cảnh. Hỷ đối trị sân độc. Bốn, lạc là sự ngội ngừng đối với cảnh. Lạc đối với đối trị trạo hối. Năm, định là sự an trụ đối với cảnh. Định đối trị tham dục. Nên lưu ý là sự tu tập càng thuần phục, tầng thiền càng cao thì chi thiền càng giảm. Ví dụ người học ngoại ngữ thời gian đầu học nói thì vận dụng nhiều cách đặt câu, cách dùng chữ, nhưng càng thông thạo thì càng bớt dùng tới những cách đó. Tính cách phức hợp của năm tâm và tứ thường đi chung trong nhiều cụm từ chỉ cho tâm đối với cảnh, nên hiểu giống như động từ. Dáng dính, thực tế dáng, thí dụ cho tầm, là một chuyện mà dính, thí dụ cho tứ, là chuyện khác. Tầm là hướng tâm với cảnh. Tâm bình thường cũng có vấn đề là nếu muốn hướng tâm vào hơi thở chẳng hạn, thì có thể làm như ý hay không là chuyện khác. Tứ là sự gắn bó, khắng khích với cảnh, mang tánh quyết đoán nên đoạn trừ nghi hoặc. Hỷ và lạc là hai chi thiền cần phân biệt rõ. Trước hết ở đây hỷ không phải là thọ hỷ, thọ uẩn, là một thuộc tánh hỷ, hành uẩn. Có thể thí dụ cho hỷ như ra đa thụ động, cảm biết, nhận tín hiệu. Còn thuộc tánh hỷ như ra đa, chủ động, phát sóng, dò, vật thể. Định hay nhất hành có mặt trong tất cả tâm, nhưng định ở đây là khả năng an trụ hay tập chú liên tục trên một cảnh. Trong lúc bản chất của tham dục là vọng móng, thì định là sự an lạc bền bỉ. Tại sao gọi là sắc giới? Sở dĩ gọi là tâm sắc giới vì những tâm thiền này bắt đầu sự tu tập y cứ trên ấn tượng đối với vật chất. Ngược lại, tâm vô sắc giới cũng ý niệm trừu tượng. Hai giác quan được sử dụng bước đầu là thị giác, như sử dụng kasina màu sắc, và xúc giác như hơi thở. Khi tâm định thuần phục thì chỉ còn lại ấn tượng. Nếu hiểu là đã là ấn tượng thì không còn là cảnh sắc hay cảnh xúc, mà là quan tướng, hiện tượng tế nhị của vật chất. Trong quá trình tu tập, tâm thiền sắc giới, hành giả đi qua những cầu nổi giữa vật thể mà tâm thể, để rồi từ từ thể nhập hẳn vào tâm thể. Những cầu ấy bước đầu là các kasina, vật thể để chú tâm, rồi sau đó chỉ giữ lại ấn tượng, tợ tướng, rồi biến mãn, quan tướng. Quá trình này liên quan tới hai thứ màu sắc, màu gốc xanh, vàng, đỏ, trắng, và ánh sáng, điểm. Vốn là hiện tượng vật chất cực nhanh, đi cực xa, tương thích với khả năng biến mãn rộng lớn của tam muội định. Tâm sắc giới không biết cảnh sắc,
Sắc giới ở đây chỉ cho đề mục định liên quan với vật chất đối ngược với vô sắc giới là đề mục hoàn toàn trừu tượng. Tâm sắc giới tuy thành tựu do sự tu tập bước đầu có liên hệ tới sắc, nhưng khi tâm sắc giới chỉ biết cảnh pháp. Thắng Pháp Tạng trình bày năm thiền trong lúc Kinh Tạng trình bày bốn thiền. Sự khác biệt là Kinh Tạng trình bày nhị thiền là tầng thiền. Không tầm, không tứ. Còn Thắng Pháp Tạng thì nói đến tầng thiền. Không tầm, có tứ. Kỳ thật không có gì khác nhau. Kinh Tạng cũng nói đến vô tầm, hữu tứ như trong Kinh Khúng Tụng, Trường Bộ chẳng hạn. Rất tiếc là một số học giả không nghiên cứu thắng pháp, kết luận rõ đó là Abhi Thamma Thất Ngũ Thiền một cách nhận định rất thiếu cơ sở. Kinh Tạng sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định. Sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định. Nhị thiền hỷ lạc định. Dạ con xin sám hối, con thiếu rồi. Con đọc lại. Sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định. Nhị thiền tứ hỷ lạc định. Nhị thiền hỷ lạc định. Tam thiền hỷ lạc định. Tam thiền lạc định. Tứ thiền lạc định. Tứ thiền xả định. Ngũ thiền xả định. Như Pháp kính mời Đạo Tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư cùng. Và con kính tri ân Sư. Hàng thiện tình mãi mê trần cảnh, na nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh ràng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, nãy giờ con thấy Hòa Thượng Giác Đẳng đường nét không ổn định. Dạ, bây giờ Ngài đã có ổn định chưa? Ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Cái đây là chữ công đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta học về tâm thiện sắc giới. Trước khi mà nói về tâm thiện sắc giới đó, thì chúng ta nên có cái nhìn tổng quan về sắc giới. Ở đây thì chúng tôi, thưa quý vị, là giáo trình này được soạn nghiên cứu vào quyển Abhidhamma Sangha. Và cái bản cổ văn ấy, thì có một cách viết viết theo cổ văn, mà cổ văn của Ấn Độ cổ đó, thành ra có nhiều điểm mà không có không có thích hợp cho thời buổi ngày hôm nay. Thí dụ như là khi bước vào tâm sắc giới đó, thì khởi đầu là đến số 1, đó là tâm sơ thiền cùng với tầm tứ hỷ lạc nhất hạnh, rồi tâm nhị thiền giống như cho bản dịch chúng tôi vậy đó, rồi tâm nhị thiền số 2, rồi thứ 3 là tâm tam thiền tứ thiền, và sau đó mới nói là những tâm này đó là tâm thiền sắc giới. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là bởi vì lẽ ra khi mà
đi vào những tâm này thì phải có một cái sự mở đầu nói về tâm sắc giới. Trước khi có sự phân loại ba thứ tâm là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác sắc giới. Nhưng khi chúng ta dịch thì chúng ta cũng tôn trọng và cũng y cứ trên giáo trình đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi phải đi qua hai cái bài kệ như là quý Phật tử thấy trong cái bài học. Nếu quý vị học phần đầu đó, hai bài kệ đó đó là bài kệ thứ 16 và 17. Số 16 và 17 đều đánh dấu rồi. Hai bài kệ đó thì chỉ là tóm tắt cái phần tâm dục giới, tâm dục giới, tình thảo và tâm dục giới ở trên. Thì như chúng ta biết là tâm dục biết tình thảo có tất cả là 8 tâm thiện, 8 tâm quả và 8 tâm duy tác dục biết tình thảo. Tổng cộng là 24 tâm được y cứ trên 3 cái phương diện là thọ hỷ, tức là cảm thọ, thọ hỷ, thọ xả, hay là trí tuệ, là học trí hay ly trí, có tác động là vô trợ hay hữu trợ. Và sau khi tóm lược 24 tâm dục biết tình thảo đó, thì trong bản văn cũng tóm lược 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới. Quý Phật tử nếu đọc thì thấy rằng 54 tâm dục giới đó gồm có 23 tâm quả, 23 tâm quả, tức là 15 tâm quả vô nhân và 8 tâm quả hữu nhân, 20 tâm thiện và tâm bất thiện. Thì 20 tâm thiện và bất thiện đó thì có 8 tâm thiện và 12 tâm bất thiện. 11 tâm duy tác ấy, thì gồm có 3 tâm duy tác vô nhân và 8 tâm duy tác hữu nhân. Tổng cộng 23 tâm quả, 20 tâm thiện, tâm bất thiện, 11 tâm duy tác, như vậy là 54 tâm dùng giới tình hảo. Thì cái phần này đó là phần trước khi phải dịch sát nguyên văn, thành ra không có bỏ bài kệ đâu hết, tất cả bài kệ đều bỏ. Nhưng quý Phật tử chỉ nhớ là tâm dục giới tình hảo có 24 tâm, và nếu nói tất cả tâm dục giới thì có 54 tâm, nhớ như vậy là được. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi bước qua phần tâm sắc giới. Trong phần tâm sắc giới này thì đúng là trong bài học ngày hôm nay nói về tâm thiện sắc giới. Và trong phần tâm thiện sắc giới này chúng ta học kỹ thì tới phần sau là tâm quả cũng như tâm duy tác thì dễ dàng, không cần phải học nhiều. Để hiểu tâm sắc giới thì chúng ta nên có một sự phân biệt là cái tâm thái của chúng ta, như là chúng tôi và quý vị đang nói chuyện với nhau, đang sống ở đời cõi người đó. Cái tâm của chúng ta khi chưa đắc thiền thì tâm hoàn toàn là tâm dục giới, như là 54 tâm dục giới mà chúng ta vừa học. Cái đặc biệt của tâm dục giới này đó là những thứ tâm đi qua các cái đi qua ngũ môn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Lấy ví dụ bây giờ chúng ta nghe pháp, nghe pháp ở trong đó có liên quan đến âm thanh, liên quan đến ý nghĩa của Phật pháp. Nhưng mà để hiểu ý nghĩa thì chúng ta hiểu qua âm thanh. Và quý Phật tử phát tâm bác cái đức khởi đức tin với Đức Phật, nhưng phát khởi đức tin qua cái tượng Phật. Tượng Phật đó là hình ảnh. Hay thỉnh thoảng có những người nuôi dưỡng thiện tâm của mình qua các cái mùi nhang, mùi hương trầm. Thậm chí có những người khi mà ăn một thức ăn gì đó, qua cái thức ăn đó họ cảm nhận cả cái nền văn hóa, thì cái đó nó cũng mang tính trừu tượng. Nói chung là trong cái
cái cảnh giới mà chúng ta gọi là dục giới đó, thì thường các tâm nó đi qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, và nó có liên hệ đến sắc, thinh, khí, vị, xúc. Cái sắc, thinh, khí, vị, xúc nó có đặc biệt là nó thuộc về ngoại giới, và tương đối là nó thuộc so với cái gì thuộc về ý nghĩ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là nếu chúng ta biết về Phật chỉ qua hình tượng Phật thôi thì cái đó cũng không phải là chuyện sai, nhưng mà một lúc nào đó mà mình không có hình tượng Phật thì làm sao để chúng ta nhớ về Đức Phật? Thì chúng ta phải nhớ bằng cách khác, chứ chúng ta không thể nào chỉ có tượng Phật thì mới nhớ về hình tượng Phật. Chúng tôi nhớ ở bên một vài quốc gia, người ta treo cả tượng Phật ở trên xe, người ta treo tượng Phật đeo trên cổ, và có đeo một tượng và đeo nhiều tượng. Thì khi mà người ta làm như vậy đó, nó tạo cho người khác ấn tượng là người đó nhớ biết nhiều về Đức Phật. Thì cái đó nó cũng không phải là vô lý, tại vì nếu người không có nhớ nghĩ nhiều về Đức Phật thì ở trong nhà, ở trên xe, trên cổ đó, không có trong tượng Phật. Nhưng mà nó cũng chắc cho chúng ta biết một điều là những người đó đó họ có một cái sự lệ thuộc, đó là lệ thuộc của hình tượng. Một khi không có hình tượng đó thì họ cảm thấy trống vắng và họ khó liên tưởng đến Đức Phật. Thì đời sống của chúng ta trong cõi dục giới, thưa quý vị, hầu hết ấy, là cái nhận thức, sự cảm thọ và tư duy của chúng ta nó thường đi với sắc tướng, với âm thanh, đi với mùi hương, đi với vị giác, tức là đi với cảnh vị, và đi với sự xúc chạm. Vì vậy ngày xưa ở bên Phật giáo truyền trong kinh Trung Cang chuyện án còn câu của là dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhưng nhân hành tà đạo bất năng đến Như Lai, tức là lấy sắc mà cầu cầu Như Lai, cầu Phật, lấy âm thanh sắc tướng cầu Đức Phật, lấy âm thanh cầu Đức Phật, thì cái người đó là hành tà đạo, không có thấy được Đức Phật. Câu nói đó là câu nói rất là mạnh, mặc dù ở trên thực tế thì Phật giáo, và đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Phật Tông sử dụng rất nhiều sắc tướng và âm thanh, giống như hình tượng Phật hay là tiếng tụng kinh, tiếng tán tụng vân vân. Thì ở đây vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Khi mà chúng ta sống ở cõi dục giới, chúng ta sống ở dục giới đó, thì một là những cái gì mà gọi là cái chất liệu cho cuộc sống của chúng ta thì nó liên quan đến sắc, thinh, khí, vị, xúc, và những thứ này nó phải có cái nguồn cung ứng. Chứ nếu nó không có nguồn cung ứng thì nó không có được, nó không có được, mà nó thuộc về ngoại cảnh. Lấy ví dụ là quý vị rất là thích uống trà hay uống cà phê, trà cà phê có cả hương và vị. Bây giờ chúng ta không có trà và cà phê nữa thì chúng ta cảm thấy trống vắng, thấy thiếu cái gì đó. Và trà cà phê nó đến từ nguồn cung ứng ở bên ngoài. Cà phê nó cung ứng theo cái thị trường cà phê, trà cũng vậy. Và do vậy, nếu chúng ta đi theo mà đi đâu mà chúng ta không chuẩn bị theo kỹ thì chúng ta sẽ rất thiếu nó. Tại vì chúng ta lệ thuộc vào đó. Giờ nó phải có cái nguồn cung ứng. Không có nguồn cung ứng đó mình thấy đúng là một cái sự trống vắng, đúng là sự thiếu không. Nên chi cuộc sống ở khu vực giới đó, cảnh đó, nó là một nguồn cung ứng rồi, mà ngũ quan đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta đó, nó phải hoạt động rất là nhiều. Quý vị nhìn vào computer rất có mỏi tai thì người ta nói chướng tai chứ không ai nói mỏi tai hết, nhưng mà thật ra ngũ quan của chúng ta nó có suy tàn theo thời gian. Ở chùa chúng tôi có nhiều Phật tử lớn tuổi, và khi ở gần các vị đó thường nhắc cho chúng tôi một hình ảnh là cách đây 20-30 năm thì có rất nhiều
có rất nhiều có rất nhiều những cái trường hợp mà chúng tôi được biết là những Phật tử này rất là nhậm lẽ sắc bén. Bây giờ khi mà lớn tuổi rồi thì những Phật tử này tai bị lãng, tai bị lãng nhiều lắm, cái tai không còn nghe rõ như ngày xưa nữa. Thì điều đó nó nhắc cho chúng ta thấy một điểm là khi mà mình sống với năm cảnh là sắc thinh kiến vị số đó, không phải cái cảnh ở bên ngoài, không phải chỉ có cái cảnh đó là vấn đề, mà ngay cả điều mà chúng ta gọi là các căn á, dạ căn như mắt tai mũi lưỡi thân đó, nó cũng bị ảnh. Dạ, khi mình già rồi mắt mờ tai điếc, cái mũi nó không có nhạy bén nữa, thậm chí cái lưỡi của mình có khi ăn nó ngọt mặn nó không đều được, thì quý vị thấy được các căn cũng có ảnh hưởng, không phải chỉ cảnh mà ảnh hưởng đến căn được. Nói một cách khác thì ở một cái mức độ nào đó thì cái thân tâm và cảnh mà chúng ta sống ở dục giới như một cái chiếc xe rất là uốn cong, rất là hao nhức, và chiếc xe này đòi hỏi sự bám trì thường xuyên. Người chúng ta sống không thấy chuyện này đâu, nhưng mà nếu chúng ta phải lắng trong nhìn kỹ thì thấy trong cuộc sống này nội cái chuyện mà đói cần ăn, khát cần uống, cái nhu cầu cần tiểu tiện đại tiện không, thì quý vị thấy cái thân của mình nó cũng không có được nhẹ nhàng, thân của mình cũng có và nó cũng có nhiều vấn đề. Bây giờ nói từ cảnh, nói đến căn á, thì chúng ta nói đến một cái phương diện khác, là đó tâm, tâm ở cõi dục giới, tâm dục giới đó. Thì chúng ta thấy cái tâm dục giới đó là cái tâm mà nó buông cái này chụp cái kia. Tại cái bản chất của cảnh đó là lao sao, bản chất của cảnh là đa dạng, bản chất của cảnh là dao động. Nếu cái cảnh mà đa dạng, cảnh mà dao động thì cái tâm sống với cảnh đó, thì tâm nó cũng giống như vậy thôi. Không có thể nào mà cái cảnh dao động mà cái tâm nó ổn định được hết. Không có cảnh nào mà nó thay đổi mà cái tâm nó định một chỗ hết. Và đây là vấn đề của nội tâm. Dạ, nội tâm chúng ta sống trong cảnh dục giới. Trong cái dục giới đó là có năm cái hệ lụy của tâm dục giới. Hai cái hệ lụy đầu tiên đó là nói cách khác là thích rất thích và ghét thì rất ghét. Yeah. Đó là cái bản chất của tâm dục giới. Mình thấy cái người đời sống mà càng tinh tế, thí dụ như càng thích đồ ngon thì càng ghét với đồ không ngon, càng ở sạch thì càng bực mình với cái không sạch, càng tôi chuộng cách đẹp càng ghét cách kia. Dạ, thành ra cái bản chất của người sống trong lãnh dục giới đó là luôn luôn là bị dằn, là luôn luôn bị lôi kéo bởi cái ưa và cái ghét, bởi cái thương và cái không thương, bởi cái thích và cái không thích. Chúng ta gọi là tham dục và sân độc. Tham dục sự căn bản là thương và ghét. Dĩ nhiên là trong đời sống hàng ngày chúng ta nghĩ rằng thương và ghét nó là nói lên cái hạnh phúc, mà nó cũng có thể là đau khổ. Nhưng mà nếu không có thích thì lấy đâu hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thật thì cái thương ghét, cái thích và cái không thích, cái bám víu và cái chống đối đó, nó chỉ là cái phản cảm, nó chỉ là cái phản ứng của phản ứng tâm lý của tâm đối với cảnh. Thì hai cái hiện tượng tham dục và sân độc là hai cái hệ lụy đầu tiên mà chúng ta sống trong cảnh dục giới cũng có. Chúng ta nên nhắc đến một điều, điều này lát nữa mình học mình sẽ nói tới đó,
là về cái thọ hỷ và hỷ thuộc tánh. Cái thọ hỷ và hỷ thuộc tánh đó, chúng tôi có cái thí dụ như là trong radar, họ nói radar chủ động và radar thụ động. Cái radar thụ động đó là cái radar mà nó nhận cái sóng, và nó nhận cái sóng từ cái vật thể bay tới, và một cái vật thể, đó ví dụ như là bây giờ một cái hỏa tiễn hành trình, khi nó đi nó phát ra radar để nó dò tìm, thì cái radar thụ động nó nhận đó. Còn cái radar chủ động á, là nó không nó nhận mà nó lại phát đi cái tín hiệu để dò tìm. Ví dụ như những vệ tinh có radar chủ động ở trên một cái biển, nó có thể bắn, nó có thể phát ra những tín hiệu, những cái sóng tín hiệu xuống để nó dò những cái quãng ở dưới trái đất, thì cái gọi là radar chủ động. Thì thọ hỷ và hỷ đó, nó là hai cái trạng thái. Một là thụ động, thọ hỷ là vui một cách thụ động, và hỷ đó mà thuộc tánh hỷ đó, là vui một cách chủ động. Vui một cách thụ động là vui của cảm thọ, nó giống như là mình bị ai thọc lét là mình cười, ai ca vào bằng chân thì mình cười, cái đó là mình cười một cách thụ động, mình vui một cách. Nhưng mà chúng ta có khả năng suy diễn về một chuyện vui và kể chuyện vui cho người khác, và khi kể chuyện vui cho người khác thì mình cũng vui cả. Vui, cái đó là vui có tính cách là chủ động. Chúng ta tạm thí dụ như vậy thôi, nó khoảng là như vậy. Thì thưa quý vị, cái vui mà chúng ta trong cõi dục giới đó, nó là cái vui phần lớn là vui của cảm thọ, thành ra nó thụ động. Người ta khen mình một tiếng mình vui, mình đi đâu mà ăn được ngon thì mình vui, cảnh đẹp mình vui. Cái vui đó là cái vui của do cái cảnh tốt nó làm cho mình vui. Nhưng mà trong chi thiền thì cái gọi là hỷ của chi thiền, cái pháp hỷ chi thiền đó, thì pháp hỷ đó là pháp hỷ chủ động, là pháp hỷ đó nó sanh khởi là do nhập thiền, chứ không phải là do ai làm cho mình vui. Bởi vì vậy ở trong cái tâm tâm dục giới của chúng ta mà chúng ta sống, mà thường là nó có trạng thái thích không thích, đồng thời nó cũng có một vài cái hệ lụy khác mà chúng ta không nghĩ ra. Đó là do cái thân, hồi nãy chúng tôi nói quý vị là cái thân tâm của chúng ta đó, nó giống như là một cái xe, mà xe không được tốt, nó hay bị hư, phải bảo trì, phải nghỉ ngơi, chạy qua lâu ngày nóng máy, cái máy chạy lâu quá phải tắt, phải ngừng lại. Thì cái thân của chúng ta đó, thân tâm của chúng ta, nó hoạt động trong 24 giờ thì tự nhiên nó phải nghỉ ngơi, và nó không thể không nghỉ ngơi. Và khi mà nó nghỉ ngơi đó thì nó có hai cái phó sản, hai cái hiện tượng gọi là phó sản của nó, đó là hung trầm và thủy miên. Một cái đó là quỷ quải, một cái là buồn ngủ. Dạ, buồn ngủ và quỷ quải. Cái buồn ngủ và quỷ quải này nó cũng là cái hệ lụy tự nhiên về trạng thái tâm dục giới, bên cạnh cái thích và không thích. Dạ. Cái quỷ quải này, quý vị nào mà có xài máy móc á, thì quý vị biết rằng có những thứ máy đó tương đối nó rất là bền. Ví dụ như hiện tại ở chùa Pháp Luân không có điện, chúng tôi chạy cái máy phát điện này. Và cái máy phát điện thì chúng tôi để ý nó chạy tương đối tốt á, nó chạy từ ngày này qua ngày kia, thỉnh thoảng ngừng tắt hay nhớ chút, như vậy là tốt. Mà chúng tôi nhớ nhiều cái máy chạy 5-3 tiếng đồng hồ nó phải nghỉ rồi. Thì có người chúng ta cũng vậy. Người chúng ta cái hung trầm và thủy miên đó, nó do vào cái thể lực của mỗi người. Có người làm từ sáng tới chiều không sao, nhưng mà có người mà từ sáng tới chiều cần phải nghỉ trưa, cần phải nghỉ ngơi, không nghỉ trưa nghỉ ngơi thì nó mệt mỏi. Thì lúc bây giờ chúng ta hiểu rằng cái hung trầm và thủy miên nó là một cái bản chất tự nhiên của chúng sinh cõi dục vậy.
nó cần nghỉ ngơi, và do nó cần nghỉ ngơi nó tạo nên hiện tượng hôn trầm thủy miên, tức là quỷ quải lười biếng, quỷ quải giả dưỡi, đúng ra cái chữ hôn trầm thủy miên giả dưỡi, và thủy miên là buồn ngủ. Và cái hôn trầm thủy miên nó còn đôi khi nó tác động một cái thứ khác để làm cho chúng ta lười, mình cảm thấy mệt mỏi quỷ quải không muốn làm gì. Và thứ gì thì ngoài dục sân mộng hôn trầm thủy miên thì còn có cái hiện tượng khác của tâm dục giới, và chúng ta được biết được cái hệ lụy đó là sự dao động hay là trạo cử. Và ngày của chương trình sinh ngày của là cũng đẹp, sự dao động này nó tương tự như là bản chất của mặt hồ là nước, và chúng ta ném cái vật chưa nào thì luôn luôn cái nước nó lại nhảy sống lên, sống lăng tăng, nó gần sống lên. Vì nó ở miền quê mà ở gần mấy cái ao thì biết cái mặt nước thì giống vuông bằng phẳng, thì có gì khác ném vào thì nó lại dao động. Thì cái bản chất của tâm dục giới do nó thiếu những cái tố chất, mà lát nữa chúng tôi sẽ nói những tố chất đó là gì, vì vậy tâm của chúng ta nó dễ bị dao động trước những xáo trộn của đời sống. Chúng ta có nhiều thứ dao động lắm, cái gì mà nó luôn còn xảy ra, hay là cái gì đó mà nó bất ngờ xảy đến, trái ý nghịch lòng, lo sợ kinh sợ, tôi vẫn nói đều là tâm dao động hết. Tâm rất dễ bị dao động, và đây là cái bản chất mà chúng ta nên hiểu. Sau cùng thì thưa quý vị, một cái hệ lụy khác của người giới đó là nghi hoặc. Nghi hoặc là sự lưỡng lự phân vân. Lưỡng lự phân vân ở đây á là gì? Lưỡng lự phân vân ở đây thật là do chúng ta không có nắm rõ, biết rõ cái gì nên làm, và do không biết rõ cái gì nên làm thì mình hay có cái trường hợp là mình lưỡng lự. Và trong bảy dục giới thì luôn luôn là chúng ta có hàng trăm chuyện. Ví dụ mình lái xe không biết đường, tự nhiên không biết bật trái phải hay quẹo trái, mình đi chợ mua món đó không biết món nào tốt hay món nào tốt, ngon hay không ngon, thì lâu ngày nó làm cho chúng ta sanh ra một cái tâm thái mà người đời gọi là lưng khưng. Lưng khưng tức là trù trừ, phân vân, và đó thường danh từ Phật học gọi là nghi hoặc. Thì năm trạng thái này thưa quý vị: tham dục, sân độc, hôn thủy, tạo cử và nghi hoặc đó, nó tồn tại như một cái bản chất tự nhiên cố hữu của tâm dục giới. Và từ tâm thái dục giới này mà muốn chuyển sang tâm sắc giới đó, thì thưa quý vị, chúng ta nên hiểu rõ cái mấu chốt đó là phải phát triển năm cái thiền chi. Năm cái thiền chi này đó là năm cái chất liệu mà đối trị lại năm cái pháp ngăn ngại mà hồi nãy chúng tôi vừa đề cập. Năm truyền cái đó. Thì năm cái thiền chi đó là tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. Nhất hành đôi khi là định. Điều này thì trước đây cũng đã nói nhiều lần, hôm nay thì chỉ đọc lại một cái đại lược. Tâm là sự hướng tâm, tứ là sự gắn bó, và hỷ là sự hưng phấn, lạc là sự hưởng thụ cảnh hay là hạnh phúc, và nhất hành tức là một cái tâm có thể an trú trên cái đối tượng với thời gian lâu, chứ không phải chụp việc, là được an trú trên một đời đứng một cách bền bỉ, an trú một cách bền bỉ. Năm cái chi thiền này đó, chúng ta nên hiểu trong đời sống là
cái khả năng hướng tâm gọi là tâm, là do mình tinh luyện, mình tập được cái gì đó mình nhanh chóng. Chứ thì lấy một cái ví dụ là do là việc trong thao tác lâu á, chúng tôi rất quen thao tác, bất chợt mà chúng tôi đang đang ngủ, một quý vị gọi chúng tôi thức dậy, quý vị nói rằng đã vào trong giờ thao tác rồi, thì quý vị ở gần quý vị thấy là chúng tôi vào thao tác rất là nhanh, những cái thao tác rất là nhanh, thậm chí cả biết để nói chuyện cũng nhanh. Tại vì sao? Công việc cái chúng tôi quen làm rồi, mình hướng tâm rất là mau. Còn khi mà cái sự hướng tâm của mình đó, nó không có nhanh á, thì chúng ta mất cái thời giờ để warm up hay làm cho nóng máy. Dạ. Có nhiều khi có việc gì đó mà mình hướng tâm đến nó đó, thì nó phải cần có thời gian hay cần có cái động lực, cần có sự nhắc nhở. Vị nào mà không quen đi chùa đó, tự nhiên bảo nghĩ đến chùa thì các vị không thấy có cái gì để đi hết. Nhưng mà năm người bảy người rủ nhau ngồi nói chuyện này kia, rủ qua rủ lại thôi, tự nhiên muốn đi chùa. Dạ, đi chùa. Có những người làm thơ, dạ, họ rất là nhanh chóng để hướng tâm vào thế giới thơ. Dạ, nếu họ là một thi hào, dạ, một thi hào, họ rất nhanh để thể nhập vào cảnh giới thơ. Mà nếu họ không phải là thi hào thì nhiều khi cái tâm trạng giống như ta nói là phúc thiên cầu mãi không về, vân quân giấy trắng não nề mực đen, là mình muốn thể nhập thế giới thơ nhưng mà cái dòng thơ nó cạn để nhập thế thơ nhưng mà không thể nhập được. Thật ra cái đó là cái khả năng hướng tâm của chúng ta nó chưa có được tinh luyện. Cái khả năng hướng tâm tinh luyện là hễ mình muốn nghĩ đến đó thì lập tức nghĩ đến đó, nghĩ một cách rất nhanh, rất rõ và rất trọn vẹn. Chúng tôi có vài lần nói chuyện với một vài vị thầy đó, thì chúng tôi biết là ngay cả quý thầy bên Bắc Tông mà đi tụng kinh đó, có những thầy vốn đã quen tụng, quen tán tụng mỗi ngày, buổi sáng cũng ngưỡng phu, buổi chiều tụng kinh tại trạm rồi đi làm đám này đó, cần thì với thầy cất tiếng lên là sướng sướng lễ hay là tán dương tụng là ngay lập tức. Còn có những người đó, mà họ không quen đó, thì không phải họ vô họ làm lễ được tiền đâu, họ cần có chuẩn bị cái này cái kia rồi cần ít thời gian rồi mới vào thì mới được. Như ca sĩ cũng vậy, nói chung là mình làm cái gì thưa quý vị, lúc mình có thể đem tâm trở về, đem tâm hướng về cái đó một cách nhanh và thể nhập vào đó một cách nhanh chóng thì cái chúng ta gọi là tâm. Sau cái sự hướng tâm đó là cái khả năng gắn bó kháng khích với cái đối tượng. Hướng tâm là một lẽ, nhưng cái khả năng mà gắn bó, hồi nãy trong bài học chúng tôi có dùng cái chữ dán dính đấy. Dán là một lẽ mà dính là một chuyện khác. Cái dán giống như tầm và dính giống như tứ vậy đó. Chúng tôi bị chờ chút thế chút. Nếu mình có hướng tâm tới một đối tượng, nhưng mà rồi hướng đến mà nó không có cái gì để chúng ta kháng thích gắn bó đó, thì tâm của chúng ta cũng dễ dàng phân biệt đi người khác. Trong trường hợp này thì chúng ta nên hiểu rằng theo trong thanh định đạo đó, thì tầm thứ tầm ví dụ như con ong nó tìm đến cái bông, và tứ giống như nó bay chung quanh cái bông đó để mà nó quan sát cái bông. Nhưng mà chúng ta hiểu cái khác hơn là chữ tứ ở đây có nghĩa là cái gì có thể kéo dài. Kéo dài. Ngày xưa ngày Hồ Tông ngày có dịch chữ tầm là suy, và tứ cái gì là sát, sát là quan sát, là suy sát. Như tầm tứ là cái chữ của ngài Huyền Trang hay ngài Huyền Trang dịch từ xưa. Tầm như tầm cầu. Chữ tứ giống như là một cái trạng thái mà chúng ta sắc son, chúng ta gắn bó kháng khích với đối tượng gọi là tứ.
Hỷ là sự hưng phấn. Hưng phấn ở đây nó không phải là cảm giác hoan hỷ và thụ động như là thọ hỷ, mà hỷ ở đây là sự hưng phấn thật sự. Và đối với cái đối tượng đó, hưng phấn cái chủ động. Lạc á, đó là một cái sự hưởng thụ cảnh. Cái hỷ và lạc á, được ví dụ như là khi mình đang khát nước mà mình nhìn thấy chai nước vừa trong vừa mát vừa tốt để uống, nhìn thấy chai nước mình vui, đó là hỷ. Nhưng mà mình uống nước vào, và uống nước vào thì cái trạng thái mà đã khác được xem như là lạc. Và định á, thì chúng ta được hiểu là cái gì đó mà chúng ta có thể trụ lâu ở trên một cái thiền cảnh, cái đó gọi là định. Và trong trong chữ mà về chi thiền thiền chi thì chính là ekakata. Ekakata là nhất hành, nhất hành tức là tâm chỉ tập trung vào một điểm, một đối tượng. Thì thứ gì vị nào đã hành thiền ấy, thì nhận ra một việc là chúng ta có cái khả năng tập trung trung, nhưng mà tập trung không bền. Tập trung vào hơi thở không bền, hay làm gì đó mới có làm thì có tập trung, nhưng mà lâu ngày thì nó không có bền. Cái sự bền bỉ đó chỉ có một. Lúc nào cũng làm chuyện đó, nó như là một người thợ lành nghề, họ làm công việc gì là họ chỉ tập trung vào việc đó họ làm, thì họ sẽ thạo. Còn một người mà làm sơ sơ rồi bỏ qua làm việc khác, nói sơ sơ rồi qua nói chuyện khác, mà không có cái khả năng trụ lâu ở trên một điểm, thì họ thiếu cái chất nhất hành, họ sẽ không có, họ không đạt đến cái yếu tố mà chúng ta gọi là định lực. Thực tế mà nói đó, thì trong năm thiền chi đó, thì cái định đó là cái quan trọng nhất, cái còn lại sau cùng mà chúng ta phải có, và cái khả năng tập trung. Và cái định này nó hoàn toàn nó khác biệt với định này hoàn toàn khác biệt với cái trạng thái phan viên, cái trạng thái phóng tâm, cái trạng thái tâm không có ngừng nghỉ một chỗ của dục giới. Nếu có cái gì khác biệt giữa cái đời sống của một người này và người kia trong đời sống này đó, thì chúng ta phải nói rằng cái người mà họ có tập trung tốt thì cái tâm của họ nó vững hơn. Còn cái người không có khả năng tập trung tốt thì người nó lao chao lắm, cái tâm thái họ lao chao loạn động. Và con người mình thường thường mà hay chú trọng vào cái tài, chú trọng cái trí, nhưng mà chúng ta ít cũng nhớ được một điểm rằng chính cái khả năng tập trung nó cũng đó là cái bản lãnh của con người, và nó tạo cái nội lực của con người, nó khả năng tập trung. Hồi trước tôi còn nhỏ đó, chúng tôi nhớ là lúc ở quê ngoại đó, có quen với một cái người bạn chuyên làm nghề chăn trâu. Mà ông ngoại chúng tôi có nói cái anh còn cái tật là khi mà ngồi xuống để nói chuyện sách vở, nói chuyện gì có tính chiều sâu đó, thì anh không có lý thú, không hứng thú nghe. Nhưng mà cái chuyện mà lội ao, lội sông, rồi đi bắt con này, con kia, làm này, cái trẻ rất là giỏi. Thì sau này lớn lên thì chúng tôi nghe, chúng tôi hiểu rằng có những người tâm họ không quen là lắng động, suy tư, tập trung. Mà cái tâm họ nó chỉ quen là buông cái này chụp cái kia, nó quen với đời sống như vậy. Thật ra một trong những cái điểm mà chúng ta gọi là cái nội lực của tâm, nội lực rất là quan trọng của tâm, đó là gì? Đó là khả năng tập trung hay là định. Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút xíu.
Và bây giờ thì chúng ta trở lại với những gì mình vừa nói đó, là khi mà nói về dục giới và sắc giới đó, thì chúng ta nên hiểu cái công đoạn chuyển tiếp. Cái bản chất cố hữu của dục giới đó là cái tâm nó luôn bị chi phối bởi năm cái kiềm cản, là cái thích và cái không thích, gọi là tham dục hay là sân, rồi những cái mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi, nó tạo cho chúng ta cái hiện tượng là uể oải và buồn ngủ, cái chúng ta gọi là hung trầm thủy miên. Và cái trạng thái tâm có khi chúng ta gọi là sáng tạo cũng được, hay là giàu tưởng tượng cũng được, hoặc là tâm phan viên cũng được. Cái tâm đó chúng ta gọi là tâm dao động hay tâm trào cử. Và sau cùng thì có cái trạng thái gọi là nghi hoặc, và nghi hoặc là sự lưỡng lự vân vân. Thì năm cái trạng thái này đó, nó sẽ được giảm thiểu và nó bị diệt trừ nếu chúng ta phát triển năm cái chi thiền, là tâm, thức, hỷ, lạc và định. Một vài thì một vài cái phần trong bài học đó, nó sẽ khiến cho chúng ta nhớ bài và nhớ một cách lợi lạc, là quý Phật tử nên để ý. Chúng tôi thường ở trong lớp học khuyên Phật tử nên nhớ điều này, nhưng mà nhiều khi các vị không có lưu ý lắm về cái trường hợp của năm truyền cái và năm cái thiền chi, nó liên hệ với nhau như thế nào. Thí dụ như là chúng ta có cái một cái trạng thái là tham. Tham là luôn luôn ham muốn, tìm kiếm, đi tìm cái gì đó cho vừa lòng vừa ý. Thì cái này nó đối ngược lại với định. Định là một sự tập trung, tập trung vào một điểm định. Hãy định càng mạnh á, thì tham nó lại bớt đi. Cái bản chất của tham là đi tìm cái này cái kia. Ví dụ như là sáng thức dậy trong một căn phòng trống, chúng ta cảm thấy không có vui, mình muốn đi tìm cái gì để ăn, tìm cái gì đó để mà làm, tìm người bạn nào để nói chuyện, đi đâu đó làm cái gì đó. Thì cái đó gọi là, chúng ta gọi là tham. Tham là cái sục sạo đi tìm kiếm cái này cái kia. Thì cái đối trị của tham là định. Định ví dụ như là mình ngồi tập trung vào hơi thở, ban đầu thì mình rất là chán, nhưng một khi mà mình đã có được tập trung vào hơi thở, tập trung sâu, tập trung mạnh rồi, thì do sự tập trung đó chúng ta sẽ giảm thiểu cái gọi là tham. Hỷ là sự hưng phấn, như chúng tôi nói, hỷ giúp chúng ta giảm bớt cái sân. Dạ, giảm bớt cái sân. Đây là bốn điểm thứ nhì. Cái sân là sự bực bội. Thông thường khi khó chịu bực bội đó, thì mình chỉ nghĩ đến là do cái cảnh đó bên ngoài làm cho mình khó chịu, do vợ, do chồng làm cái gì đó mình không vừa lòng, do những người cùng ở với chung với mình họ làm cái gì mình không thích, do thế này thế kia. Nhưng mà cái cảnh đó bên ngoài làm cho chúng ta phiền ít, nhưng mà thật ra trong một cái nhìn khác, sở dĩ mà chúng ta sân đó là vì mình thiếu cái chất liệu của hỷ ở trong lòng mình. Một khi mà tâm mình có sự hân hoan thì những cái chuyện khác đó là chuyện nhỏ. Dạ, đúng rồi, cái gì đó chuyện nhỏ. Một cái người mà có tu tập đó, không phải là họ không gặp những chướng duyên nghịch cảnh, cũng gặp những chuyện buồn phiền chướng duyên nghịch cảnh, nhưng mà đó là chuyện nhỏ. Dạ, nếu họ có cái niềm vui lớn. Còn khi mình không có niềm vui lớn đó, thì cái chuyện nhỏ, chuyện bé sẽ to. Đây là một cái
sự phân biệt trong đời sống tu tập mà chúng ta nên hiểu. Khi nào mà hãy bực mình thì mình đừng nói rằng tại ông A, tại bà B, tại người này người kia chúng tôi khổ là làm cho tôi bực mình. Mà chúng ta hiểu còn có một yếu tố nữa, đó là chúng ta thiếu chất liệu của hỷ. Có hỷ hay có sự hân hoan. Thí dụ như hân hoan đọc sách, hân hoan nghe pháp, hân hoan làm phước, hân hoan ngồi thiền, có cái gì đó mà làm cho tâm tư chúng ta được hân hoan thì chúng ta sẽ bớt đi cái bực bội khác. Điều này cần phải hiểu như vậy là đôi khi đổ lỗi của mình đó, mình quy trách là do người này chỉ làm mình khổ, nó chỉ là một cách không có nhìn nhận cái thực tế, là sẽ nghĩ mình bực bội đó, là do trong tâm mình nó không có đủ sự an lạc. Một khi tâm mình có sự an lạc rồi thì những cái khác nó có còn là vấn đề quan trọng. Chúng tôi nhớ có một lần là chúng tôi đi với một số Phật tử sang bên Âu Châu, sang Âu Châu. Thì thứ vì có một câu chuyện gì đó xảy ra mà một Phật tử ở trong cái đoàn họ tắt một Phật tử khác, nói sao hồi nãy chị mua cái đó nó mất tiền mua mà sao thầy chị không có giận mà thấy chị vẫn vui. Dạ, chị vẫn vui. Thì cái cô đó cũng mới trả lời rằng thiệt ra cái chuyện hồi nãy nó cũng có mua nhưng mà tôi mới nhận điện thoại là con gái mới sinh đứa con trai. Dạ, mới sinh con vào mua việc cho mình ăn mừng quá. Thì ngay chúng tôi thấy chuyện đó thì chúng tôi mới nhớ chuyện đó là khi mình có cái niềm vui lớn rồi thì cái bực bội nhỏ nó không thành vấn đề. Dạ. Cái cô đó cũng đi mua đồ mà cô trả giá, mà trả giá hơi cao. Thành ra hai ba người cũng buồn phiền là mình bị hớ. Nhưng những người khác buồn thì cô không buồn, tại vì cô mới nhận cái điện thoại là con của mình bị vừa sanh một đứa cháu ngoại. Vừa đi cháu ngoại rất là tháo kính, mẹ tròn con vô bị vậy. Thì ở đây sống hàng ngày mà một người buồn giận phiền, nhiều khi buồn giận phiền nó không phải là do đơn thuần là do cảnh đáng buồn đáng giận, mà một phần nữa là do người đó thiếu đi cái tố chất của hạnh phúc. Chúng ta có những tố chất hạnh phúc khác thì những cái nhỏ đó nó không phải là vấn đề lớn, nhưng mà nếu chúng ta không có tố chất hạnh phúc khác đó, thì mình có vấn đề từ trực kỳ hiện. Nó sẽ giúp chúng ta diệt trừ cái gọi là sân. Và thứ vị, cái gọi là giả dười và buồn ngủ, giả dười buồn ngủ hôn trầm thủy miên, nó được đối trị bởi cái chi gọi là chi tâm. Chi gọi là chi tâm. Tâm á, cái khả năng hướng tâm. Và nó có thể được ví dụ như một người đánh gác. Người đứng gác khi mà họ quét con mắt sang để quan sát khu vực nào một cái tinh tế đó, thì họ không thể quan sát bằng cái tâm giả dự buồn ngủ được. Yeah. Mà phải là một cái tâm tỉnh báo. Yeah. Chúng ta phát triển cái chi tâm càng nhiều rồi thì cái hôn trầm thủy miên chúng ta sẽ giảm thiểu. Trong lúc cái chi tứ nó sẽ giúp chúng ta đoạn trừ được nghi hoặc. Cái nghi hoặc và cái chi gọi là đạt á, giúp chúng ta tiêu trừ được cái gọi là trào hối. Năm cái thiền chi và năm pháp ngân ngại này đó có thể được hiểu theo nhiều cấp độ khác nhau ở trong phương diện chờ chúng ta chút xíu chẳng. Thưa quý vị,
Ở đây, khi mà chúng ta nói về năm cái chi thiền, nó đối trị với năm cái thiền chi, đối trị với năm pháp căn ngại đó, thì chúng ta đang nói đến một cái khía cạnh rất là quan trọng ở trong Phật pháp, là từ một cái người mà sống hoàn toàn trong cảnh dục giới có thể chuyển hóa sang tâm thiền đặc giới. Thì vì điểm này nó là một sự chuyển hóa thật sự, và chúng ta hiểu sự chuyển hóa đó qua năm thiền chi và năm cái khó khăn ngại. Hãy thiền chi càng mạnh đó thì những cái khó khăn ngại nó càng ít, và khi năm thiền chi được thành thạo thuần thục rồi đó thì năm pháp kia đó nó không còn nữa. Bởi vì giờ có nhiều người hỏi rằng làm sao để có thể biết được một người có cái khả năng có cái thiền chứng cao hay thấp, thì thật ra đơn giản là mình cứ có thể nhận biết qua cái sự tồn tại của năm pháp ngăn ngại là tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối và nghi hoặc. Nếu năm pháp đó mà còn tồn tại ở người nào đó thì cái tâm thiền người đó chưa có mạnh đâu, chưa đủ mạnh. Dĩ nhiên là trong người đó không nhập thiền thì cũng thỉnh thoảng có cái tham khổ sân, nhưng mà cái tham sân nó cũng yếu đi rất nhiều, đặc biệt là khi vị đó ngồi thiền thì vị đó không có rơi vào trong tình trạng là hôn trầm thủy miên giống như chúng ta thường ngồi được. Bây giờ chúng ta nói đến một phương diện khác về năm cái tầng thiền. Thì một đặc điểm của các cái pháp thiền đó là tu càng cao thì cái thiền chi nó càng ít đi. Sơ thiền thì đủ năm thiền chi là tầm tứ, hỷ, lạc, định. Nhưng mà lên vị thiền thì ở đây chúng ta nói là trong pháp tạng chỉ còn có tứ, hỷ, lạc, định. Tâm thiền chỉ có hỷ, lạc, định. Tứ thiền có lạc, định. Và ngũ thiền chỉ có xả và định. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử nha. Chúng tôi có một chút chuyện giấy tờ cần phải giải quyết đó. Nếu có chư tăng có vị nào ở trong lớp học đó, quý vị qua nghỉ mời nhờ chư tăng giúp dùm 20 phút. Còn nếu không, quý vị mở cái băng ghi âm nào cho chúng tôi 20 phút, chúng tôi trở lại. Tại vì sáng nay chúng tôi có chuyện giấy tờ cần phải giải quyết đi. Để chắc có vị nào quan hệ giúp chúng tôi mở cái băng giảng nào chút xíu, khoảng 20 phút. Dạ, chúng tôi phải trả lời cái vấn đề giấy tờ của chùa chút xíu. Tương đối rất là lớn, rất là tế nhị. Vì vậy quý vị thấy rằng riêng trong bài viết thì chúng ta có đề cập đến một số điểm mà những người học Phật nói chung và những người học thắng pháp nói riêng đều phải lưu tâm. Đôi khi chúng ta tự hỏi rằng học thắng pháp cho chúng ta biết rằng có 121 tâm, ở trong đó mỗi một chúng sinh thì xài bao nhiêu tâm, và mỗi một thứ tâm thì có ở bao nhiêu chúng sinh. Ở đây là những con số, nhưng mà lại là những con số rất là thú vị, rất lợi lạc. Khi
Chúng ta tìm thấy ở trong kinh bản hay là những tông phái khác của đạo Phật, lấy ví dụ là quý Phật tử có vị nào mà đọc kinh của Phật giáo Bắc Truyền, Phật giáo Bắc Tông, thì kinh Du Lan Môn chẳng hạn, chúng ta nghe thường nghe câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên theo Phật giáo Bắc Truyền thôi, đi vào trong địa ngục tìm được mẹ là bà Thanh Đề, và cũng theo kinh Vu Lan Bồn đó thì thấy mẹ khổ về Mục Kiền Liên bi lụy, rơi nước mắt, cầm lòng không đậu rơi nước mắt, và lấy cơm cho mẹ ăn thì mẹ không ăn. Dạ, kính anh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền, vừa thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền vào lớp học, kính con thỉnh ngài có lời chia sẻ về bài học ngày hôm nay, tiền quyết cho ngày hòa thuận nhất động khoảng 25 phút, và nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền có chút máy, kính thỉnh ngài cầm mic để chia sẻ về nội dung bài học ngày hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, quý đại chúng nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào quý vị tu nữ cùng chư Phật tử, dạ quý vị nghe rõ, dạ cảm ơn. Chị con sẽ điền huyết cho Hòa Thượng một chút xíu, rồi Hòa Thượng cái nào Hòa Thượng vào Hòa Thượng báo để tiếp tục cái chương trình. Thì kính thưa toàn thể quý vị, nói về cái tâm thiện sắc giới, hay có thể chúng ta nói tâm thiền thiện sắc giới thì nó đúng hơn. Thì tâm này nói với, đối với các vị chứng đắc thiền, sơ nhị tam tứ thiền, hay nói theo vi diệu pháp tức là sơ nhị tam tứ và ngũ thiền, thì có thể nói rằng là tầm tứ hỷ lạc định đối với các cái tâm tâm thiền thiện thì nó sẽ dính liền. Như chúng ta thấy cái tâm sơ thiền nó có tầm tứ hỷ lạc và nhất hành, tức là định đó, nhất hành ekakata nhất hành. Đối với tâm nhị thiền á, thì với tứ nó bỏ tầm tứ, nó bỏ tầm, còn tứ hỷ. Rồi với tâm tam thiền thì cũng vậy, hỷ lạc định. Tâm tứ thiền với lạc và nhất hành, tức còn cái định nhất hành, thì nó chia sẻ từng phần như vậy. Có thể nói kính thưa quý vị, một cái tâm thiền thiện á, dầu cho là cái tâm này nó chưa phải là cái tâm để giải thoát, nhưng điều phải cái tâm này nó rất là an vui, tâm này nó rất là đặc biệt, nó khác hơn những cái tâm thiền dục giới. Người ấy chỉ hưởng được cái cảnh dục ở cõi dục, của cõi dục giới này như sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của thiện tâm đã làm và khởi sanh quả thiện của nó. Còn những cái tâm thiền thiền nó sanh ra cái quả thiện của sắc giới, ngay cả quả thiện của vô sắc giới luôn. Thì đó là những cái tâm mà được kết quả, hay những cái tâm quả đó được kết quả do thiền chứng, mà được kết quả do thiền chứng thì một cái trạng thái nó hưởng lạc cao cấp, nó nhẹ nhàng hơn, nó vi tế hơn là cổ dục. Thí dụ như lạc của cõi người nó khác, mà lạc của cõi thiên nó khác hơn. Tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của cõi người là phải có sự xúc chạm, nhưng điều mà ở trên cái cõi chư thiên người ta chỉ nhìn cái là cái sự xúc chạm bằng nhãn căn, nhị căn, vân vân, tỷ căn, vân vân. Còn ở kiếp nữa con người chúng ta phải bằng thân căn, hay là mắt bằng mắt, tai bằng tai, thì những cái đó nó thô. Còn ở cái cõi sắc giới
cái hưởng lạc thiền nó cao cấp. Nhưng đành rằng như vậy, nó cao cấp là cao cấp, nhưng cũng vẫn bị cái tham, vẫn bị cái tham nó chi phối, vẫn bị cái vô minh nó chi phối. Cho nên vì vậy, ở trên cái tinh thần khi mà học hiểu Phật pháp á, thì các cái tâm thiền này, các vị thánh á, khi mà chứng đắc á, chứng đắc đạo quả đó, không có cần phải chứng đắc các tầng thiền, các tầng thiền thiền sắc giới, các vị đó cũng cũng an lạc. Bởi cái tâm của vị A-la-hán á, nó như là cái, nó như khi mà chứng đắc xong á, cái trạng thái của nó như là cái giá trị của nó như như sơ thiền, cũng đủ rồi, đã mạnh mẽ rồi. Thì cái tinh thần mà đạt được một cái tâm thiền thiền hay tâm thiện sắc giới rupa vacchara citta kusala citta đó, thì kính thưa quý vị, chúng ta có thể nói rằng là chúng ta không thể thể nào mà dễ dàng mà chúng ta nói bằng một cách tức là mà chúng ta có thể nói bằng một, bởi vì cái này khi mà đi vào thiền thì mới nói được. Chứ còn thí dụ như bây giờ đó, ở tâm này chúng ta chỉ nói và định nghĩa, hay là chúng ta hiểu trên một cái lý thôi, chứ cái sự thì cái đó chúng ta phải tu chứng, phải thành tựu. Nhưng tất cả chúng ta đã từng tu chứng, đã từng thành tựu các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới rất rất nhiều lần ở trong cái cuộc luân hồi này. Bởi vì kính thưa quý vị, làm cái gì làm cũng vậy, chúng ta cũng không thoát khỏi cái hệ quả của cái gì, của cái tham dục, của cái tham dục. Mà tham dục ở đây, tham dục ở cõi dục, tham dục ở cõi sắc và tham dục ở cõi vô sắc. Bởi chính như nó còn liên hệ, chính như nó còn nối liền, mà nó dẫn dắt chúng ta đi biết bao đời này qua cái đời nọ. Hãy mà nói nó năm chi thiền á, thì nó có cái pháp đối trị của năm chi thiền. Nếu như chúng ta nghe được, nghe các vị đã giảng giải rồi đó, khả năng hướng tâm thuộc về cái tầm để nó tìm cảnh, thì cái pháp đối trị của nó đó là hôn thùy. Mà chúng ta tầm là nó đối trị cái hôn thùy. Tứ là khả năng nó kháng khích, chúng ta tìm tìm cảnh và kháng khích dính mắc ở trong cảnh đó, thì đối với nó là trừ nghi hoặc. Cũng hay, đúng từng tự như vậy. Và hỷ thì nó đối trị chính là sân độc. Còn lạc á, thì nó đối với cái cảnh tức là hối, tức là như cái tâm của chúng ta phóng dật, tâm của chúng ta nó dao động. Còn định á, thì nó đối trị với cái gì? Với cái tham dục, để cho chúng ta đối trị với cái tham. Thì kính thưa quý vị, cách cực thì hãy chúng ta tu chứng cái cảnh thiền càng càng cao cấp á, càng cao hơn nữa, thì nó lội đến khi mà chúng ta chứng đến tứ thiền. Và thì còn xem như chúng ta đã thành tựu được cái tâm thiền thiền sắc giới một cách cao cả. Mà nói theo vì pháp chúng ta chỉ ngủ thiền. Thì hôm nay nói về cái ngũ, nói về cái tâm thiền thiện, cái tâm thiền thiện, thì chúng ta nhớ rằng cái tâm thiền thiện này đó là những cái tâm của các vị đã chứng đắc thiền định, hay là tâm chuẩn bị để chúng ta chứng đắc các tầng thiền định của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền, của tứ thiền. Và muốn đắc được, muốn chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chúng ta phải là những con người nó phải có một cái, nó phải có cái căn. Rồi thứ nhất là chúng ta đủ chi phần, chúng ta phải là người tâm nhanh, và chúng ta phải có một cái sự tu tập nó mang tính tức là rút ráo và phải nó cần mật. Khi đó đó mà nhất là tu về cái thiền chỉ, tức là trên 40 cái đề mục như là đất nước lửa gió, đề mục hư không xanh vàng đỏ trắng vân vân, thì hay là niệm Phật, niệm pháp, niệm tín, niệm thiên, niệm giới, đó chính là cái thất tỳ niệm đó. Dạ, thì đó nó thuộc về cái thiền chỉ. Hay hoặc 32 thủy trược. Dạ,
Thì ở đây kính thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập các cái 40, một trong 40 40 cái đề mục của để chúng ta chứng đắc các cái tầng thiền, thì ở đó tâm của chúng ta nó định. Mà khi tâm định như vậy, nội chỉ một con người đó, mà quý vị biết là khi mà người ta tu chứng cái định của người ta, khi người ta tu thiền đó, người ta tu thiền chỉ đó, đến khi một cái định thôi, người ta đạt được một cái tâm mà nó khinh an, thân khinh an, thì nó tưới mát, nó trạng thái cứ như là nó rất là phiêu bồng, một cái trạng thái, tức là nó cái tâm này nó hưởng lạc, cực lạc. Tuy nó chưa chứng, chưa chứng định, chưa chứng thiền nữa, nhưng tâm lúc đó một trạng thái khinh an mà từ xưa giờ nó tắm mát mà chúng ta chưa bao giờ nhận được. Bởi vì những người đó đó, khi mà họ họ, họ nếm trải được những cái điều đó đó, nó vượt hơn cái dục của dục giới bình thường, thì lúc đó đó họ mới ái. Mà khi mà ái mà dính mắc vô trong đó, đó thì lúc đó nó hoại thiền, lúc nó cái định nó mất ngay, nó giảm liền. Bởi vì tham dục xuất hiện mà. Tham dục xuất hiện khi cái tham khởi lên, thì lúc đó đó cái định đó, nó giảm. Thì khi cái định nó giảm á, thì thời vị ấy khủng hoảng, mà khủng hoảng mới đi tìm, càng đi tìm càng hướng tâm tới cảnh, càng coi như là tầm tứ nó nhiều nữa, bắt đầu tầm tứ đến cái cảm giác, đến cảm thọ mà mình đã xúc qua, đến cái tưởng tri, nó cứ nhớ hoài mà nó cứ cứ đi tầm, nó cứ đi tìm, mà đi tầm đi tìm mãi như vậy, mà bị tham ái nó cứ chi phối, nó ức vọng. Và thế là chúng ta thấy người ta sống không có bình thường, sống không có phổ cập bình thường ở ở cuộc đời. Cho nên người ta bởi vì người ta chưa tìm được, chưa có giải quyết được một cái câu thúc ở trong lòng, cho nên người ta có những cái tâm tư, có những cái sự suy nghĩ, có những lời nói, có những cái cách nhìn, có những cái cách nói, có những cái cách mà suy tư, hay là không ăn không uống, hoặc là không sinh hoạt, nó bình thường như người khác. Mà chúng ta là người cổ trên tu thời gian xong, cái họ cũng niêm mật á, họ cũng có đó. Nhưng điều mà nếu như họ cứ đắm chìm, họ cứ đam mê vô đó rồi thì không cứu được nữa. Cái đó nó thuộc về, nó còn hơn là dạng thần kinh phân liệt, không phải là dạng thần kinh, mà nó không có là của người bình thường, rồi không có làm đụng gì được hết. Bởi vì họ cái tâm tư họ luôn suy tư, cái tâm tư họ luôn suy nghĩ như vậy. Và khi cái tâm luôn luôn suy nghĩ để tầm tìm ra cái pháp mà họ cho rằng mình đã đạt được, mà cứ càng đi tìm như vậy thì nó càng rối, mà càng rối như vậy thì họ không có biết buông bỏ. Và thế là họ muốn buông bỏ, thế thế là họ sống, thì họ so sánh với mọi người khác đó, thì họ không giống ai hết, cũng ai giống họ. Và thế là chúng ta thấy cứ tưng tửng, và rồi thì đến một lúc á, cái tâm của họ nó bị ngự trị nhiều quá của cái nghi hoặc, của cái phóng dật, của cái tầm tứ mà đi tìm kiếm đó. Và thế là họ ngay cả đến cái điên loạn luôn, là chuyện hết sức là nhẹ, hết sức là bình thường. Cho nên tu tập về các cái thiền, cái tâm thiền thiện sắc giới, và chúng ta tu chứng, mà khi chúng ta thành tựu chứng đắc các tầng thiền, thì chúng ta mới mới hưởng được cái tâm thiện, cái tâm thiền thiện sắc giới được. Bởi vì khi chúng ta chứng đắc thiền thì chúng ta sanh về các cõi giới của sơ cõi sơ thiền, thiền tam thiền, tứ thiền, hay là không vô biên thức, vô biên vô số, vi tưởng xứ đó. Chúng ta đó là chúng ta để chúng ta sanh về các cõi vô sắc, các cõi vô sắc đó. Thì các cõi vô sắc đó thì chúng ta không nói như đây, chúng ta đang nói về cái cõi của tâm thiền thiện. Dạ, cho nên vì vậy cái tâm thiền thiện này nó là một cái tâm mà chúng ta tu tập, và chúng ta cần phải có một cái, cần phải có một cái vững vàng. Tức là chúng ta phải có được cái sự đối kháng của cái gì, của các chi thiền, như chúng tôi vừa trình bày cái sơ nhị tam tứ thiền, nó bỏ cái gì khi mà được hãy mà tầm tứ hy lạc định đó, thì nó thì chưa ở mà cái pháp đối nghịch với nó, là chúng ta nhớ vậy đó, đối nghịch với hôn thủy nghi hoặc là đối nghị với sân độc, và đối trạo cử, và nó đối với tham dục định đó, đối đối trừ với tham dục. Thì nếu mà năm chi thiền này nó đoạn đoạn trừ được năm cái pháp cái kia, thì ngay khi đó đó chúng ta nói gọi là cái pháp cái, tức nó ngăn che chúng ta chút xíu, nhưng điều mà cái đó gọi là đối trị được cái đó trong thời gian.
trong thời gian, tức là cái gì, khi chúng ta chứng đắc thiền thì như như mà trong kinh văn ví dụ như đá bè cỏ, lúc đó những cái ác bất thiện nó không có mặt, nhưng nó vốn có cái nó giống nó rồi, nó có đã có cái giống rồi, mà khi mà đá nó lăn qua, đá đè cỏ, mà khi đá lăn qua thì cỏ vẫn tiếp tục mọc lên, bởi vì ở dưới tảng đá đó, mặt đất đó, tất cả là những hạt giống của tham độc, của sân độc và của si, độc, nó nằm ở dưới đó rồi. Mà khi mà chứng đắc thiền thì xem như cái đá nó đè lên cỏ, xin lỗi, cái đá nó đè lên đất thì cỏ nó không mọc được. Trong thời gian đó thì nói rằng, trong thời gian đó thì có thể nói rằng là, kính thưa quý vị, tâm của chúng ta cũng hạnh phúc nhiều lắm. Cái đó, cái này chúng ta phải nhớ như vậy, tâm mình cũng thật sự là hạnh phúc, chứ tâm mình không phải là mà chúng ta bị một cái tâm mình nó không có được an lạc đâu. Mà phải nói rằng rất là an lạc trong thiền định. Bởi vậy chúng ta nhớ, tức là Đức Phật Ngài không có ngủ nghỉ, nhưng an lạc trong thiền, an lạc trong thiền, chỉ hướng tâm tới thôi, cái cái tâm của Ngài nó an lạc trong cái thiền. Và đối với các bậc thánh cũng vậy đó, bởi vì bậc thánh tứ quả thì không còn cái hôn trầm thị miên, không còn hôn trầm thị miên, thì các ngài cái giấc ngủ của Ngài đó, chúng ta nói rằng cái giấc ngủ của các ngài thì nó như là một cái, nó như là một cái relax vậy đó, như là một cái chuyện chỉ là chỉ dừng lại thôi, chỉ bình thường. Nhưng điều đó là cái ngày được an lạc ở trong thiền, nó hay vậy đó. Còn người, con người chúng ta đó là chúng ta mệt quá thì chúng ta ngủ cho nó đã, xong khi nào nó lấy đủ là cái sức rồi đó, rồi khi đó chúng ta khỏe lại. Còn các ngài cảm thấy rằng cái thân này nó tứ đại nên nó bất hòa, thì các ngài chỉ dùng một chỉ dùng cái tâm mà nó vốn tức là tĩnh lặng phiền não, không có khổ đau gì nữa, cho các ngài chỉ nhất tâm ekakata cho chút xíu là các ngài cảm thấy nó bình thường, nó khác hơn con người mình. Ngoại trừ các bậc thánh mà khi mà bị, mà chẳng hạn như là bị những cái cảm mạo do cái tứ đại bất hòa, hay là do cái nghiệp bệnh đó, thì không nói. Chứ còn nếu như mà đối với cái sự ngủ nghỉ, các ngài không phải là cái sự như ăn uống ngủ nghỉ như mình, dĩ nhiên các ngài cũng có cái dụng vật, cũng có cái đại tiền, cũng có cái tiểu tiền, nó bình thường. Mà chính Phật cũng vậy, những điều mà có một điều là cái sự ngủ nghỉ thì nó khác. Chúng ta ngủ, chúng ta không biết chúng ta ngủ khi nào, đến khi chúng ta giật mình chúng ta mới thức dậy. Chứ các ngài có chánh niệm tỉnh giác, tâm của các ngài, cái tâm tố, cái tâm thiền tố của các ngài nó rất là đặc biệt. Các ngài là chỉ cơ kê lý gia chích tác, tức là cái tâm tố di tác ở cõi dục hay là cõi sắc giới, hay là dĩ nhiên không có cõi sắc, không có cõi vô sắc, thì cõi vô sắc giới. Cõi vô sắc không bao giờ chứng đắc sơ đạo. Tại sao vậy quý vị? Mà cõi vô sắc đó, nó không có các cái vị thánh ở trên đó, bởi vì chứng thứ nhất là không có chứng đắc sơ đạo, cõi vô sắc mà chứng đắc đạo quả phải có sơ thiền, chứ xin lỗi, phải có ngũ uẩn, ít nhất cũng là cái gì, phải có sắc uẩn, bởi sắc uẩn mới thân thọ tâm và pháp quán nhìn xứ cái sắc uẩn. Cho nên ở cõi vô sắc đó, không có bây giờ mà ai chứng sơ đạo cõi vô sắc. Bây giờ người sơ đạo không có hiện ngủ ở cõi vô sắc, chúng ta nhớ rõ như vậy. Thì cũng vậy, ở đây muốn nói cái tâm an trú của các ngài nó đặc biệt hơn chúng ta. Cho nên từng cái tâm thiền hay là tâm thiện sắc giới này, rupa vachara citta này, kusala citta này, là tâm của những con người có sự tu tập rồi chúng ta mới thành tựu được, chứ không phải tự động mà chúng ta có nghĩa là cứ tu rồi thì cứ tu đi rồi thế nào rồi cũng về được về cõi thiền, thế nào cứ ngồi thiền đi rồi về cõi thiền. Phải khi chúng ta ngồi thiền mà tâm chúng ta định, nếu như thiền chỉ mà tâm của chúng ta được định, phát huy cái định nó một cách, tức là thành tựu nó bài bản, cũng như thiền tuệ thì lấy tuệ làm gốc, thiền quán thì lấy tuệ làm gốc, còn thiền chỉ samatha thì lấy định làm
làm cơ sở, làm gốc này để nó phát huy lên tất cả các cái chi thiền khác, hay là để thành tựu các cái tầng thiền. Thì chúng ta thấy ở cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền thì đều là do cái công phu tu tập của các vị mà thành tựu. Ở đây thì không có trong giáo pháp này người ta cũng thành tựu được. Chúng ta nhớ chỉ có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn thì ở trong pháp và luật. Nhưng trong một kinh sách Sa Chắc Ca, Đức Phật tuyên bố như vậy. Ngoài giáo pháp của ta ra không có đệ tam, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Chỉ có cái đó thôi. Giáo lý của Phật, những cái lời dạy của Phật, tức là nói đến cái gì? Thiền quán. Thiền quán nghiệp xứ thì chỉ có Phật mình. Chỉ có giáo lý nhà Phật. Còn ở trong cái giáo lý Bà La Môn, người ta có thể tu chứng, nhưng chúng ta nhớ là đạo sĩ U La Rá và Ca La Má, ông ta chứng tới vô phi tưởng xứ luôn mà. Bởi vì ông ta mới buồn. Lúc ấy tuyên bố chắc chắn rằng Thế tử Sĩ Đạt Ta sẽ thành Phật. Ông ta buồn bởi vì ông ta không có thể gặp Phật được Phật. Bởi vì ông ta sẽ chết và ông ta sẽ sanh về cõi vô sắc. Mà như vậy thì ông ta không thể gặp Phật. Thì ông ta cũng đã bỏ đi một cái duyên mai của chính mình. Là như vậy đó. Thì kính thưa quý vị, ngoài đạo chúng ta đã có các cái thiền này rồi ha. Cái điều này chúng ta nhớ như vậy. Còn bởi vì cho nên ta tu á, người ta tu ta chỉ không giải thoát thôi, chứ các tầng thiền ở cuộc đời này người ta có thể chứng đắc được. Chỉ người ta không thể về năm cõi, tức là cõi ngũ tình cư, vô phiền vô nhiệt, thiện hiện sắc quốc cách. Thì năm cõi tình cư đó, năm cõi tình cư, cõi thiền sắc giới đó, các vị đó không có. Mà vị tam quả tứ thiền sau khi chứng đắc thánh đạo, thánh quả mà tức vị Anaham. Anaham tức là lúc đó vị chỉ vẽ chỉ còn cái tham thôi, còn giảm nhẹ sân rồi chứng đắc tham. Thì sau khi mà mỗi vị chứng đắc thiền sau khi chết tại cái đó thì vị ấy sanh về cõi ngũ tịnh cư và vị ấy nhập niết bàn tại đó luôn. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì cõi đó chỉ cõi nhất lai, trở lại một lần nữa, tức sĩ sanh lại một lần nữa ở cõi sắc giới, ở cõi thiền sắc giới. Mà cõi thiền sắc giới đó chỉ có năm cõi ngũ tịnh cư, tức là năm cõi của bậc thánh thành tựu và thành tựu chứng đắc tam quả, tam đạo tam quả và chứng đắc tứ thiền, sanh về cõi ngũ tịnh cư khi họ chết mà chứng đắc tam quả tứ thiền. Tam quả tứ thiền thì họ sanh về cái cõi đó và ở cõi đó niết bàn tại nơi đó, còn không có sanh về cái cõi vô sắc. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì ở đây cõi tâm thiền thiền này là một cái tâm của các vị chứng đắc thiền. Còn nếu cõi thánh, bởi vì khi mà học cõi sắc giới thì nó có cõi phàm và cõi thánh. Thì chúng ta biết cõi thánh từ năm cõi ngũ tịnh cư, đó cũng là một cái điều trong vi diệu pháp mà nói về người và cõi. Dạ. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nó quay trở lại chưa Bạch Hòa Thượng? Dạ, chắc Hòa Thượng chưa có bạn. Thì cái sự tu chứng của tất cả chúng ta, bây giờ chúng ta có một số vị á, tu tập á, người ta nhiều khi có một số vị người ta có cái người ta thích nghi, người ta học với cái cơ chế ý. Một số người học với cơ chế của thiền quán, mà nhưng chúng ta nếu chúng ta tu tập mà để giải thoát thì chúng ta tu tập thiền quán. Còn nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta muốn muốn vòng quanh cái cuộc đời thì chúng ta tu tập cái thiền chỉ. Nói như vậy thì nghe là vòng quanh, không phải vòng quanh cái gì, là dĩ nhiên cái thiền này là cái thiền chỉ sanh tử rồi tất cả còn phải chứng đắc nữa, chứ còn không phải mà cái đây tức là chúng ta chứng đắc thiền xong rồi chúng ta thành tựu. Mà chúng ta đã đang chúng ta là từng đã từng chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới luôn,
Nhưng cái nghiệp duyên của chúng ta nó bị che khuất, chúng ta không nhớ đâu, chúng ta không nhớ, chúng ta chỉ chưa bước vào vùng thánh thôi, còn tất cả chúng ta đã đi vào hết. Cho nên tâm thiện sắc giới khởi sanh với người nào thì quả thiện sắc giới sẽ khởi sanh với người đó ở trong cõi giới phù hợp với thiền chứng của vị ấy tu tập được. Ở trong đây cái sự phân tích những tâm này gọi là năm tâm thiện sắc giới, tức là tầm tứ hỷ lạc định nhất hành, và nó đi cùng với sơ tâm sơ thiền, là tâm sơ thiền thiện, rồi tâm nhị thiền thiện, tâm tam thiền thiện, tâm tứ thiền thiện, tâm ngũ thiền thiện, gọi là tâm thiện sắc giới. Nếu chúng sinh ở trong cõi dục giới mà chúng ta tu tập, chúng ta muốn chứng đắc cao hơn, chúng ta muốn muốn cảnh giới nó hay hơn, nó tốt hơn, thì chúng ta sanh về cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới. Thì tất cả như chúng tôi đã nói, dầu cho là sơ nhị tam tứ thiền hay các cõi trời vô sắc, hay cả tu tập về thiền thiền mà để em tu tập mà để chứng đắc thành thành tựu đạo quả, thì cũng phải bỏ ra nhiều công phu, bỏ ra nhiều cái pháp độ để chúng ta tu tập. Và chúng ta tu tập như vậy chúng ta mới thành tục. Cái trong này nó rất là hay, mà cái bài nãy mà chú thích mà chúng ta nhớ lại đó, trong tâm trong cái dục giới thì tâm thường tiếp xúc với năm cảnh sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc hay là sắc tính cái vị xúc. Năm cái cảnh này nó đa dạng thuộc về về ngoại giới, là nhân nó dao động của tâm, đúng nhật hệ hoặc hệ quả trực tiếp của năm cái cảnh dục, là đúng bốn pháp nó ngang ngại. Khi chúng ta tiếp xúc với thấy nghe ngửi nếm đụng thì nó là một chuyện khác. Bởi vì cái tâm của các vị mà tu tập, mà người ta tu tập khi mà ta thường thục các cái tầng thiền, khi đi lên càng cao tại sao nó càng giảm? Bởi vì các vị đó biết buông biết bỏ, mà biết buông biết bỏ như vậy đó thì càng cao hơn các cái tầng thiền, nó cao hơn thì cái dục nó càng vi tế hơn, cái hỷ cái lạc cái định nó đặc biệt hơn. Cho nên khi mà cái cõi sắc giới, bởi vì những cái tâm thiền thiền á, nó được cái tu tập bằng cái ấn, bằng cái ấn tượng vật chất, đúng vậy đó, nó đi ngược lại với cái tâm mà dùng bằng cái sự trù tượng vô sắc, nó bằng cái tâm rõ ràng. Thí dụ như ta tu tập ấn chứng về cái đề mục đất thì chúng ta phải có đề mục đất hiện rõ, đề mục màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, vân vân, thì nó rõ ràng như vậy chứ có một cái điều khác biệt được. Còn thí dụ chúng ta thấy vậy chứ hỏi gì, tu tập thiền chỉ hồi đó chúng ta hỏi gì chứ cứ nhìn màu xanh, nhìn màu xanh hoài, cứ nhìn bằng cái tâm nó định trong đó đó. Bởi vì khi chúng ta thấy khi có một số người mà người ta chưa tu đề mục lửa, người ta nhìn lửa, người ta nhìn ánh nắng mặt trời đó, đến một lúc mà quý vị biết con mắt người ta đó, người ta nhìn có thể người ta không thể đốt đốt cái nhà được, mà cái khả năng của thiền chứng nó như vậy, nó ghê như vậy đó. Cái mà chúng ta gọi là cái bất khả tư nghị á, cái thiền định nó bất khả tư nghị. Người ta có thể dùng một cái lửa bằng cái ánh mắt của người ta khi đã luyện để một lửa đó. Thì cái tâm này nó nhìn nó cháy cháy cái nhà, muốn cái nhà cháy, nhìn ở một cái cục đá đó, cái bê tông cốt sắt đó, một lát nó nhìn đó, nó sẽ đốt cháy được. Mà vậy thì nói y như phim, nó phải như y hoặc là y như cái chuyện thần thoại, những cái đó là thật đó. Hay người ta thăng thiên, người ta độn thổ thì cái chuyện đó rất là bình thường. Khi mà tu tập mình chứng đắc thần thông hay là chứng đắc thiền thì người ta vận và
vận dụng cái khả năng của thiền nó nhiều thứ lắm. Dạ. Vì vậy cho nên mà với cái người mà có cái sự tu chứng thì nó là một chuyện khác. Còn nếu như chúng ta còn cái cảnh giới của người đó, cái tâm tư của người đó, chúng ta cũng khác chúng ta nữa. Cho nên chúng ta không thể nói bằng, lấy bằng cái tâm dục giới của mình, lấy bằng một cái thấy nghe ngửi nếm đụng của mình, rồi so sánh với cái tâm tư mà nó buông bỏ, bỏ tầm, bỏ thứ, bỏ hỷ, bỏ lạc, vân vân, của cái tâm người ta buông bỏ như vậy rồi thì cái cảnh giới và cái cảm xúc của người ta nó cao cấp và nó đặc biệt hơn. Cho nên đây là một điều mà chúng ta không thể nói bằng cái miệng của mình hay bằng cái sự suy nghĩ của cái tâm dục giới, xin lỗi, cái tâm mà phàm phu, cái tâm mà không có chứng đắc thiệt, cái tâm mà không có định tĩnh, cái tâm mà không có chánh niệm tỉnh giác hay không có định để mà chúng ta nói thì nó rất là khác. Cho nên đây là một điều mà nếu mà chúng ta tu thì chúng ta phải có một cái quyết tâm. Cái chỗ ấy các ta đó, cái nhất hành đó, nó cũng đặc biệt để từ đó mà chúng ta tiến tu được. Làm cái gì cũng vậy hết trơn, quý vị biết là không phải nói chi mà đến người tu thiền mà nó phải có cái định. Nếu chúng ta làm việc chúng ta biết tập trung đó, thì nó sự thành tựu nó mau lẹ và nó gọn gàng và nó tốt. Một người làm bất cứ nghề nghiệp gì cũng vậy, nếu như tâm của họ có định thì nó thật sự là nó đẹp. Cái người mà người ta điêu khắc hay người ta họa, người ta vẽ, người ta điêu khắc, tất cả làm cái điều đó đều cần bằng cái tâm định. Những cái người mà điêu khắc mà quý vị biết điêu khắc Phật á, khi mà cái tâm của họ nó nhẹ nhàng, cái tâm họ nó định thì họ vẽ lên cái tượng Phật, điêu khắc tượng Phật nó đẹp lắm. Còn cái tâm họ dao động thì họ làm có như là nó không có, chúng ta gọi là không có thổi cái hồn vào cái tượng đó, không thổi cái hồn vào cái tranh, cái ảnh đó, tức là tâm họ nó chưa có định cao độ, thì cái sức sống của bức ảnh đó, của cái bức tượng đó, nó không có mạnh. Có những cái bức tượng mà chúng ta nhìn thấy nó thần nét và chúng ta thấy có sức sống nó rất mạnh, như là một tâm định của người đã định đặt, như cái tâm định của người đã dừng lại tại nơi đó. Bạch Hòa Thượng đặt cho Bạch Hòa Thượng, nếu Hòa Thượng có mặt cũng thính Hòa Thượng tiếp tục ạ. À. Xin tự tri xem cô Hòa Thượng Nhất Đẳng đã có mặt chưa? Chưa. Dạ. Khi tâm, đấy, chúng ta biết là như chúng tôi vừa nói đó, thì không phải là một chuyện mà chúng ta nói chỉ là một cái chuyện mà bình thường được. Khi cái tâm của họ đặt định thì ra một cái món vật nó khác người ta. Hay hoặc chúng ta biết cái người mà làm việc nó bài bản ấy, cái tâm của người đó là nó vốn cái định nó vững vàng. Quý vị biết khi mà vào các cái thiền, nhất là những cái mà chúng ta vào các cái thiền viện, hay chúng ta vào những cái nơi mà nó có sự ngăn nắp á, thì điều này cần thiết lập cho chúng ta một cái tánh hành, một cái sự sinh hoạt của chúng ta đúng giờ đúng giấc. Một sự đúng giờ đúng giấc như vậy là cái gì? Nó là có cái thời gian nó nhất định, nhưng cái tâm của chúng ta có định được theo nó hay không? 7 giờ là 7 giờ, 8 giờ là 8 giờ, 9 giờ là 9 giờ, giờ đó là giờ ngủ, giờ đó là giờ ăn, giờ đó là giờ học, giờ đó là giờ thiền định. Thì cái quy tắc của thiền môn nó phải là như vậy. Và như vậy để làm gì vậy? Để nó làm nền tảng, để khi chúng ta tu, chúng ta học, hay chúng ta thực hành, nó đều có một cái trật tự, nó đều có một thứ lớp, nó đều có một bài bản. Chứ không phải là muốn ăn giờ nào cũng được, muốn học giờ nào cũng được, muốn ngủ giờ nào cũng được, rồi muốn làm giờ nào cũng được. Cái gì cũng vậy, nó phải có cái ngăn nắp, nó phải có một cái giờ giấc một cách rõ ràng. Mà làm việc có giờ giấc rõ ràng như vậy á, thì nó quy củ. Như chúng ta thấy có một số cái công ty xí nghiệp cũng vậy, người ta rất là ngại một số người mà đi trễ.
đi muộn hay người ta, đó là người ta không có cái gì, không có cái tâm định, hay người ta không có cái thật. Dẫu cho bây giờ không có thật cái gì, thế anh đi trễ được 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, nó có một vài lý do gì đó, nhưng anh phải làm sao mà kháng cự lại. Anh phải làm sao, nếu như anh nói cho rằng là nó kẹt cái thời gian xe cộ hay là mưa gió như thế này thế đó, thì anh phải vượt qua cái đó. Thì như thế nào, trong sự tu tập nó phải được sự chuẩn bị trước, chứ không phải không thể nào mà mà chúng ta bằng cách tức là tu sao cũng được, không phải vậy. Niệm Phật đó chính là một cái niệm Phật đúng giờ, đúng lúc, đúng thời gian, và trong cái sự tu bị, chứ không có trong cái sự sát nhút hay hoặc là cái mới đi quá đi. Thứ sự tu bị đây chứ chúng ta tới trước thời gian. Tới trước thời gian nó cái gì? Có nghĩa là đã có một sự trù tính, đã có một cái sự sắp xếp. Thì ở đó chính là cái gì? Cái định tâm của chúng ta nó nêu rõ. Mà chú ở ở đời chúng ta gọi là cái uy tín, hay gọi là chúng ta gọi là cái tư cách, cái nhân cách của con người nó đã được thể hiện. Chứ không phải chúng ta làm cái như ba cái chuyện qua lo qua lơ, cũng như là làm cho có rồi được hay không cũng chả có quan tâm, thì cái sự tình sự việc đó nó không bao giờ thành tựu một cách mỹ mãn, một cách bài bản, một cách tốt đẹp bao giờ. Chứ đừng có nói chi là một cái việc tu tập thiền định, nó lại càng là một cái vấn đề nữa. Cái đời sống của tất cả chúng ta đó nó khó có trật tự, mà nó chuyên là nó linh tinh, nó lộn xộn, nó xáo trộn, là do tâm của mình, vốn cái tâm mình nó phóng dật, vốn cái tâm mình nó lao chao, giống cái tâm con người mà nó không có định tĩnh, nó không có rõ ràng. Mà nếu như tâm mình nó lao chao, nó không có rõ ràng như vậy thì chúng ta không bao giờ tu thiền được. Cái tâm mình nó nhắm mắt ra, nó lim dim, mở mắt ra lung tung. Chúng tôi có một lần chúng tôi nhớ luôn, chúng tôi cũng ngồi thiền chung rồi, cái chúng tôi với các cái có một cái cô đó, cô trình bày cho một vị vị đó là vị thiền sư. Chẳng nói sao lớp thiền của mình đang cái thiền của mình đang ngồi, nhóm thiền của mình đang ngồi ở đây, sao người ta tâm người ta không có định tĩnh, người ta không có chánh niệm, người ta sao không có chánh niệm, có thấy họ nhìn lung tung rồi, họ mở mắt chứ không có nhắm mắt. Cho nên con nghĩ rằng những người này sẽ tu không có được tốt, tức là họ chúng với chúng ta, nếu chúng ta vậy thì chúng tu không có tốt đẹp. Thì cái vị đó cười, chúng tôi cũng hiểu cái cơ của vị đó đi, thì nó nói à vậy hả, mà vị đó trả lời cũng khéo, thì cái gì không được cái tập cho nó được, cái gì chưa được thì chúng ta làm cho được. Thì nếu mà người ta mở mắt á, thì mình nhắm mắt đi, thì cô sẽ không thấy người ta mở mắt, mà chính cô mở mắt cô nhìn người ta thì người ta cô mới thấy người ta mở mắt. Nếu mình muốn tốt, mình muốn hội chúng được tu tốt và thứ nhất cô cố gắng cô mạnh mẽ hơn nữa thì cô sẽ tu tốt. Thứ nhất là cô sẽ tu tốt, tất cả mọi người khác sẽ tốt. Ở đó chúng ta luôn có cái tâm cứ cứ bay giải bên ngoài, cứ nhìn người ta, bất cảnh người khác, bất cảnh bên ngoài, nhưng thật sự tâm của người đó khi mình nhìn, tại sao biết người ta mở mắt, chính mình cũng mở mắt mình nhìn người ta thì mình mới thấy người ta mở mắt. Nhưng điều có người mình không bao giờ mình nghĩ rằng cái mở mắt của mình nó sai, cái nhìn ngó tới ngó lui của mình là nó, mà mình thấy rằng người ta ngó lui chính là sai.
Thì cũng vậy, người kia nhìn mình, à, người này cũng có tới ngôi lui là sai, cả hai cũng sai. Thì như vậy, cái tâm thiện không có mặt ở trong những người đó là đúng rồi. Chúng tôi nói đơn giản như vậy, nhưng kính thưa quý vị, ở đây là chúng ta nhớ nè, chúng ta luôn luôn bị bày, luôn 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 bị phóng dật, luôn luôn bị ngó bên ngoài, chúng ta không ngó mình. Mà tu thiền chỉ hay thiền quán gì cũng vậy, tức quay về với chính mình để biết cái nội tại định hay là niệm của mình, nó như thế thôi. Bởi vậy cần lắm là chúng ta bịt mắt, cần lắm chúng ta bịt miệng, cần lắm chúng ta bịt tai. Cái mắt, mũi, miệng, cái mắt, miệng và tai này của mình nó được che hết, nhưng nó cao, nó cao cả, nó mạnh mẽ hơn, tức là cái nhĩ thức, cái nhãn thức và cái thiệt thức của mình, để chúng ta không nói, để chúng ta không nghe, để chúng ta không thấy, chúng ta không nhìn, thì nó đặc biệt hơn, hơn là cái con mắt này, cái tai này, cái miệng này, thì nó là một chuyện rất khác. Chúng tôi không dám nói nhiều về cái vấn đề, cái giá trị của tầng thiền, bởi vì mình chưa có chứng đắc thiền. Nhưng có thể nói rằng là cái tâm đó, cái cảnh giới đó, cái cõi giới đó, nó rất là đặc biệt. Tại sao nó đặc biệt? Bởi vì cõi đó cõi của những người đã dày công tu tập, đã dày công tu tập, có công phu tập và vì ấy thành tựu được cái quả vị của nó. Một người chứng đắc sơ thiền thôi, tâm của vị đó cũng rất là nhẹ nhàng nha quý vị. Tuy nó không phải là cao cả so với cái tầng thánh sơ đạo, dĩ nhiên rằng không bằng, cho tới cả tứ thiền, có thiền có thông luôn, chứng thông luôn, nhưng cũng không bằng tâm sơ đạo. Bởi vì tâm sơ đạo này chấm dứt sanh tử thế niết bàn lần thứ nhất, đoạn trừ thượng phần kiết sử, thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Nó khác hơn và nó đặc biệt hơn, bởi vì cái tâm đó, cái tâm sát trừ phiền não của thượng phần kiết sử, tức là các kiết sử, thân kiến hoài nghi với cấm thủ được vị ấy đoạn trừ. Còn ở cõi giới của ngũ thiền, cõi giới của vô sắc, cũng vẫn còn cái gì, cái thân kiến, cái hoài nghi, cái giới cấm thủ này nó luôn đi theo đeo bên mình, cho nên không có thành tựu được, không có đồng đẳng được, không có đạt được. Khi chúng ta học, chúng ta nghe như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập là một điều hết sức là cần thiết. Bởi vì tại sao khuyên chúng ta tu tập thiền quán? Bởi vì cái thiền quán này, thiền chấm dứt sinh tử, thiền quán này là cái thiền để mà thiêu đốt và diệt trừ phiền não, hơn là các cái sự tu tập cái để chứng đắc cái tầng thiền. Nhưng đời con người đó, ngay cả luôn quý vị biết, khi chúng ta tu tập cái thiền quán này, nhưng tâm chúng ta yên, tâm chúng ta có một cái thân tâm của chúng ta nó được niệm, đã niệm nó cột trói và nó gìn giữ, thì các ấn chứng của thiền nó cũng khởi sanh, chứ không phải chuyện đơn giản. Thân khinh an, tâm khinh an dễ dàng khởi sanh lên, và lúc đó nó chúng ta dễ bị dao động, cũng dễ bị dao động lắm. Dạ. Cho nên ở đây, kính thưa đại chúng, nếu chúng ta tu á, tại sao mà luôn luôn khuyến khích nên tu tập cái thiền quán hơn là tu tập các cái thiền chỉ? Bởi vì thiền quán này
chúng ta gieo duyên lành, gieo nhân để chúng ta chấm dứt sinh tử khổ đau. Chỉ những phút giây chúng ta bình tâm, chúng ta niệm niệm hơi thở, hít vào ghi nhận, hít vào thở ra ghi nhận, thở ra coi là bình thường à, nhưng nó rất là đặc biệt, nó không có tầm thường đâu. Để những phút giây có chánh niệm, có tỉnh giác, biết rõ cái tâm mình đang hít vào hơi thở, thở ra, hít vào thở ra. Dĩ nhiên cái tâm mà nó định tĩnh một chỗ, ekaggata nó nhất hành, thì cái tâm đó, cái thiền chứng nó, chúng ta thấy như vậy, có thể chứng đắc được thiền định, và chúng ta có thể chứng được được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông cũng được, nhưng chưa chắc chúng ta chứng đắc được đạo quả. Thì hết cái thời gian thiền chứng của chúng ta, hay là hết cái thời gian tuổi thọ ở cõi sơ thiền, ở cõi nhị thiền, ở cõi tam thiền, ở cõi tứ thiền, thì chúng ta cũng quay về cái cõi dục giới như tất cả chúng ta đây đã từng tu chứng các cái thiền thiện của sơ nhị tam tứ thiền, ngay cả không vô biên, thức biên, vô sở, phi tưởng biên, tưởng sự. Rồi bây giờ chúng ta hiện hữu ở nơi đây, hiện hữu nơi đây là kiếp con người, là nam là nữ, là xa là gần, là lớn là tăng là tục, vân vân, tất cả chúng ta đã đi qua hết, nhưng chúng ta chỉ chưa có xâm nhập vào cái sơ đạo sơ quả, chưa có lần vào, mà chưa có lần vào như vậy bởi vì chúng ta mới tạo các công đức, tích tụ các công đức thiện sự để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta gom góp, để chúng ta mới thành tựu được. Chứ còn các tâm thiền thiện của sơ nhị tứ thiền này, cảnh giới này, nó không là lạ với ta. Chúng ta nhớ như vậy. Nhưng điều có một số người đó, họ tu chứng, chúng tôi có đọc một số cái câu chuyện, tức là có một số người đầu tiên họ tu thiền quán, họ rất sợ, họ nghĩ rằng, rồi họ tu tập một thời gian như vậy, nhưng cuối cùng chưa chắc, chưa giờ phút cuối cùng, họ được sanh thiên. Mà họ gắng tu tập để họ chứng đắc sơ thiền, hay chứng đắc nhị thiền, thì họ sanh vừa cõi có sơ thiền nhị thiền đó. Chúng ta nhớ có một số người do cái tâm á, cái sợ hãi như vậy, những cái điều đó cũng sai. Chính vì họ có tâm nhất quán ekaggata đó, họ có một cái ekaggata, có cái nhất hành một chút xíu, hay mạnh mẽ một chút xíu, họ tu tập thiền chỉ tu tập thiền quán, thì cái tâm thiền quán khăng khít, cái niệm, cái chánh niệm tỉnh giác gì khăng khít, họ tu tập một cách niêm mật, một cách mạnh mẽ đó, thì kính thưa quý vị, khó khi nào là cảnh giới của họ là cảnh giới đọa lắm. Nhưng điều họ sợ là cái giờ phút cận tử nó rất là quan trọng, và giờ phút cận tử nó rất quan trọng như vậy, và họ dễ bị cái tâm dao động và thấy là có thể đọa sanh một cảnh giới đau khổ. Thì cái thiền chứng của sơ nhị tam tứ thiền nó có cảnh giới, khi mà chứng đắc sơ thiền thì sanh về khỏi sơ thiền sắp chết, chứng đắc về nhị thiền sanh về khỏi nhị thiền, và chứng đắc tam thiền sanh về khỏi tam thiền, và chứng đắc tứ thiền sanh về khỏi tứ thiền, là chắc chắn là như vậy. Thì bây giờ cũng đã vừa với cái thời gian, chúng tôi xin điền khuyết cho hòa thượng Giác Đẳng trong cái thời gian nào đột xuất như vậy, thì cũng trình bày hết cái sự suy nghĩ của mình, chắc chắn rằng nó sẽ không được tường tận, cũng như không được coi như là y như cái sự mong muốn của hòa thượng Giác Đẳng hôm nay. Và đây là những gì mà chúng tôi có thể gửi đến quý vị trong sự điền khuyết như vậy. Kính chúc quý vị, mong quý vị quan hệ, và chương trình sinh hoạt của Đông Phật Pháp Quốc Thích Tham Má đến đây đã được hoàn mãn. Kính đảnh lễ đến và cảm niệm công đức đến, kính đảnh lễ chư tăng và cảm niệm công đức đến toàn thể chư quý vị đã vào đây với các phần hành tạo cho cô lớp học được, sinh hoạt được tốt đẹp, và cũng như xin cảm niệm công đức đến tất cả quý vị đã vào room chúng ta nghe pháp và chúng ta ủng hộ, mong cho tất cả quý vị được an lành, được tận quả trong Phật pháp.
và chương trình thảo luận đến đây đã được hoàn mãn, và mời kính đảnh lễ với ngài, kính chúc với ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, và kính mời chi chúng hôm nay lên để kinh và hoàn mãn chương trình. Cảm tạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Thầy giá. Thú lành thai, con tu nữ như cùng đại chúng đồng dung thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tịnh Quyền đã điểm khuyết cho ngài Hòa thượng Giác Đẳng trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo hữu Châu Phan đã cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe.